sau lũ thi thể người đàn ông ở Quảng Bình nổi trong vườn nhà. Theo người dân địa phương, có thể là do trước đó khi nước lũ dâng cao chạm nóc nhà, nạn nhân không kịp tháo chạy nên đã tử vong. Ngày 20 tháng 10, ông Hoàng Ngọc Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình cho biết, trên địa bàn xảy ra một trường hợp tử vong trong mưa lũ. Nạn nhân là ông Hoàng Văn Đính, sinh năm 1962, ngụ thôn Nam Lệ, xã Quảng Minh. Thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, người dân sang nhà ông Đính thì phát hiện thi thể người này nổi trong vườn nhà. Theo người dân địa phương, có thể là trước đó, khi nước lũ dâng cao chạm nóc nhà, ông Đính không kịp tháo chạy nên đã tử vong. Hơn nữa, nạn nhân sống một mình trong nhà nên khi lũ tới không kịp cứu hộ nên đã tử vong. Hiện ngôi nhà của ông Đính và người dân xung quanh vẫn đang ngập trên 1,5 mét. Cái làng nổi lửa gói bánh chưng để cứu trợ miền Trung. Nhìn hình ảnh mọi người cùng chung tay hướng về miền Trung mà thực sự rất xúc động tới rơi nước mắt. Miền Trung ơi, cố lên, sẽ không một ai bị bỏ lại đâu. Những ngày qua, khắp các trang mạng trên mọi diễn đàn đều là lời kêu gọi ủng hộ miền Trung thân yêu khi nơi đây đang phải rơi vào trận lũ lịch sử. Những nhà hảo tâm mạnh thường quân không ngại khổ, sợ nguy mà đích thân lao vào cơn lũ để cứu trợ bà con đang chìm trong biển nước. Và câu chuyện ấm lòng từ một ngôi làng chung tay gói bánh chưng xuyên đêm để ủng hộ bà con miền Trung đang khiến trên mạng vô cùng xúc động. Mới đây, trên một diễn đàn xuất hiện bài đăng của một bạn trẻ có tên Nguyễn Thu chia sẻ câu chuyện về việc cả làng cùng chung tay gói bánh chưng để gửi vào miền Trung cứu trợ bà con đang trong cơn hoạn nạn do mưa lũ. Theo như Nguyễn Thu chia sẻ thì bạn ở làng La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Mới đây, có một người ở làng cô mang nhu yếu phẩm vào miền Trung để cứu trợ bà con. Thấy được sự khó khăn của các hộ dân đang phải gánh chịu, người này đã liên hệ về làng muốn mọi người cùng gói bánh chưng để gửi vào hỗ trợ. Ngay lập tức, tối ngày hôm qua, 18 tháng 10, cả làng đã cùng nhau chung tay nổi lửa, gói được gần 500 chiếc bánh chưng. Không dừng lại ở đó, ngay ngày hôm nay, cả làng lại tiếp tục chung sức đặt ra mục tiêu gói 2.000 chiếc bánh chưng để có thể gửi vào ứng cứu bà con miền Trung đang gặp khó khăn. Liên hệ với Nguyễn Thu, cô bạn chia sẻ rằng, trong ngày hôm nay, làng La Phù sẽ gửi vào miền Trung khoảng 500 chiếc bánh chưng cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết. Bà con dù thay phiên nhau thức đêm để gói bánh chưng, nhưng ai cũng vui vẻ và nỗ lực hết mình để mong có thể góp phần sức lực giúp miền Trung vượt qua khó khăn lúc này. Dự tính rằng ngày mai sẽ chưng tiếp 1.500 chiếc bánh chưng và gửi thêm nhu yếu phẩm vào cho bà con. Hiện tại, làng của Nguyễn Thu cũng đang kêu gọi sự ủng hộ áo phao để kịp thời ứng cứu bà con vùng lũ. Ngay sau khi bài đăng của bà trẻ này được chia sẻ đã nhanh chóng nhận về hàng ngàn lượt tương tác từ dân mạng. Mọi người đều tỏ ra vô cùng xúc động trước hành động vô cùng cao đẹp mà mọi người đã dành cho miền Trung ruột thịt. Hình ảnh hàng chục con người xa lạ cùng nhau sẵn tay nổi lửa, bắt bếp nấu bánh chưng xuyên đêm để gửi vào cho bà con miền Trung đã khiến bao người rưng rưng nước mắt. Tình người với người bỗng dưng giờ ở phút này lại được kéo gần nhiều hơn bao giờ hết. Ăn lửa bập bùng của nồi bánh chưng khiến cho bất cứ ai chứng kiến cũng cảm nhận được sự ấm áp đang được lan tỏa đi muôn nơi. Giờ phút này đây, cả nước đang cùng nhau hướng về miền Trung, mong sao mưa sẽ ngừng rơi, bão sẽ dừng lại, nước cũng nhanh chóng rút đi để cuộc sống của bà con miền Trung thôi không còn gian khổ, và dù có thế nào thì cũng sẽ chẳng có bất cứ ai bị bỏ lại phía sau, bà con luôn là triệu triệu con tim hướng về.